Cô xin chào các em. Ở tiết trước chúng ta đã học xong vai trò và ý nghĩa của việc chế biến thực phẩm và các phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt. Thì trước khi đi vào bài học mới của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ôn lại một số câu hỏi cũ của bài tiết trước. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với câu hỏi vận dụng mà cô đã giao cho các em về nhà làm ở tiết trước. Kể tên 3 đến 5 loại món ăn và phương pháp chế biến tương ứng với các món ăn đó. Để làm được câu hỏi này thì các em có thể liên hệ thực tế trên chính bữa ăn của gia đình mình. Quan sát các món ăn đó tên gọi là gì? Sau đây sẽ là 5 ví dụ mà cô nêu ra. Món ăn đầu tiên là món thịt kho tiêu mà các em hay thấy nhất của nhiều hộ gia đình. Phương pháp chế biến đây là phương pháp sử dụng trong môi trường nước. Điển hình đó là phương pháp kho. Món ăn thứ hai là món chả giò. Chúng ta sẽ thấy đây là phương pháp làm chín thực phẩm trong môi trường chất béo. Điển hình là phương pháp rán. Rán hay còn tên gọi khác là phương pháp chiên nha các em. Món thứ ba là món bánh bao. Đây là phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước. Điển hình là phương pháp hấp. Còn đối với món bún mắm, đây là phương pháp làm chín thực phẩm trong môi trường nước. Đó chính là phương pháp nấu. Còn món cuối cùng là rau muống luộc. Thì đây sẽ là phương pháp chế biến trong môi trường nước. Đây là phương pháp luộc. Tương tự đó thì các em có thể kể các tên các loại món ăn khác nhau, các món ăn mà các em thích hoặc các món ăn mà các em có thể bắt gặp trong chính gia đình mình hoặc trong chính gia đình bạn mình. Và từ đó các em kể ra cho cô phương pháp chế biến phù hợp với món ăn mà các em nêu. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ hai. Trong các món ăn sau đây như canh chua, cá kho tộ, nem rán, xôi đậu, súp cua, bánh chưng, cà tím nướng mỡ hành, bánh bao, thì các em hãy sắp xếp chúng vào từng nhóm phương pháp chế biến sao cho phù hợp nhất. Các phương pháp chế biến thì các em đã học ở tiết trước, chúng ta sẽ có 3 phương pháp chế biến. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi đến phương pháp thứ nhất, đó là phương pháp chế biến trong nước. Đối với phương pháp chế biến trong nước thì chúng ta sẽ có các món ăn như canh chua, cá kho tộ, bánh chưng, súp cua. Tiếp theo đến phương pháp thứ hai, đó là phương pháp chế biến trong môi trường chất béo. Thì chúng ta sẽ có món ăn như là nem rán. Còn đối với phương pháp cuối cùng, đó là phương pháp chế biến bằng hơi nước hoặc lửa trực tiếp. Hay nói cách khác là bằng nguồn nhiệt trực tiếp. Thì chúng ta sẽ có các món ăn như xôi đậu, cà tím nướng mỡ hành và bánh bao. Tương tự thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài số 5 tiết tiếp theo, bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình. Trong bài 5 tiếp theo này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần chế biến thực phẩm, phần cuối cùng, đó là phần 2.2. Phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt. Trong phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt thì em đã được thưởng thức những món ăn nào mà chúng ta không cần sử dụng nhiệt để chế biến thì các em hãy kể tên ra cho cô. Thì những món ăn mà chúng ta không cần sử dụng nhiệt để chế biến thì chúng ta sẽ có các món ăn sau. Đây là các món ăn làm từ muối chua. Chúng ta có dưa chua, củ kiệu, dưa chuột ngâm, cà pháo và củ hành. Tiếp theo, chúng ta sẽ có phương pháp thứ hai, đó là phương pháp trộn hỗn hợp và món gỏi cuốn. Hoặc các món trộn từ rau, củ, quả hoặc trái cây. Đây là các món trộn hỗn hợp ha. Trộn hỗn hợp có tên gọi khác là món gỏi nè, món nộm.
Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phương pháp đầu tiên trong phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt, đó là phương pháp trộn hỗn hợp thực phẩm. Trong phương pháp trộn hỗn hợp thực phẩm thì người ta sẽ chia ra làm hai loại. Loại đầu tiên là trộn hỗn hợp dầu giấm, loại thứ hai là trộn hỗn hợp hay nói cách khác là món nợm. Trước khi đi vào tìm hiểu món trộn hỗn hợp thực phẩm thì cô sẽ nói chung sơ lược về món ăn này. Thông thường món ăn này chúng ta sẽ sử dụng rau trộn là thành phần chính. Rau trộn có tên gọi khác là salad. Đây là một món ăn có nguồn gốc từ châu Âu và được chế biến chủ yếu từ các loại rau, củ, quả tươi trộn với các nước sốt và tạo thành. Do món ăn này không sử dụng nhiệt nên phần rau trộn sẽ giữ nguyên được các thành phần chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Và các loại rau quả trong món salad này có chung một đặc điểm, đó chính là giàu chất xơ, nước, vitamin và chất khoáng. Đây là món ăn cung cấp ít năng lượng nên có thể giúp chúng ta giảm cân, tăng cường hệ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe, phòng chống một số bệnh như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và bệnh trầm cảm, vân vân. Các em hãy quan sát hình 5.4 quy trình trộn hỗn hợp thực phẩm trong sách giáo khoa và cho cô biết thực phẩm được chế biến như thế nào. Đây là hình 5.4 trong sách giáo khoa. Sẽ có 3 giai đoạn: giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba. Đầu tiên, theo 3 hình mà các em đã quan sát ở hình 5.4 thì các em có thể thấy được trong hình thứ nhất, đây là bước mà chúng ta sơ chế nguyên liệu. Trong phần chúng ta sơ chế nguyên liệu, chúng ta sẽ gồm các giai đoạn như sau. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ làm sạch các nguyên liệu và sau đó giai đoạn thứ hai. Sau khi làm sạch thì chúng ta sẽ cắt thái theo những khúc vừa ăn. Giai đoạn thứ ba là đối với những món ăn mà chúng ta có sử dụng nguyên liệu động vật thì chúng ta sẽ làm chín nguyên liệu động vật trước và sau đó chúng ta cũng sẽ cắt thái theo. Tiếp theo, đối với hình số 2, đây là giai đoạn mà chúng ta chế biến món ăn. Trong chế biến món ăn thì chúng ta có hai giai đoạn như sau. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta phải pha hỗn hợp nước trộn như trên hình các em có thể thấy. Và giai đoạn thứ hai, sau khi chúng ta đã có hỗn hợp nước trộn thì chúng ta sẽ bắt đầu trộn đều các nguyên liệu đó cùng với nước hỗn hợp nước trộn đó. Sau khi chúng ta đã hoàn thành thì chúng ta sẽ ra được giai đoạn thứ ba, đó chính là trình bày món ăn. Đầu tiên, để trình bày được món ăn thì chúng ta sẽ sắp xếp các loại món ăn đó lên dĩa và sau đó chúng ta sẽ cắt tỉa các loại rau củ quả và trang trí lên sao cho đẹp mắt nhất và các em sẽ trình bày ra trên bàn ăn của mình. Hay nói cách khác, phương pháp trộn hỗn hợp là phương pháp mà chúng ta trộn các nguyên liệu thực phẩm với hỗn hợp nước trộn để tạo nên hương vị đặc trưng. Và các em lưu ý, các loại hỗn hợp nước trộn thường được sử dụng là giấm, nước mắm, chua ngọt hoặc các loại nước sốt. Các loại nước sốt các em hay sử dụng nhất là sốt mayonnaise hoặc là sốt vừng. Sốt vừng hay còn gọi là sốt mèn rang. Trong món trộn hỗn hợp này, các em hay ăn và hay sử dụng nhất trong các bữa tiệc đó là các món gỏi. Còn đối với những bạn hay ăn trong bữa ăn hàng ngày, các em sẽ bắt gặp những món như là món trộn dầu giấm hoặc các loại rau củ quả trộn chung với sốt mayonnaise để ăn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào phương pháp cuối cùng trong phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt, đó chính là phương pháp ngâm chua thực phẩm. Trong phương pháp ngâm chua thực phẩm này thì các em hãy quan sát cho cô hình 5.5 sách giáo khoa.
và cho cô biết quy trình ngâm chua thực phẩm được thực hiện như thế nào. Tương tự như món trộn hỗn hợp thì trong món này cũng có 3 bước cơ bản như sau. Thì bước đầu tiên trong ngâm chua thực phẩm đó chính là bước sơ chế nguyên liệu. Trong bước sơ chế nguyên liệu này thì chúng ta sẽ có các giai đoạn như sau. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có làm sạch nguyên liệu và sau đó giai đoạn thứ hai là cắt thái nguyên liệu thành những khúc vừa ăn. Giai đoạn thứ ba là đối với những món mà chúng ta ngâm chua có nguyên liệu động vật thì chúng ta sẽ làm chín trước, sau đó chúng ta cũng cắt thái thành những khúc vừa ăn. Chúng ta sẽ đi qua bước thứ hai là bước chế biến món ăn. Trong bước chế biến món ăn này cũng tương tự như phương pháp trên thì chúng ta phải pha chế nước ngâm. Và sau đó chúng ta sẽ ngâm các loại nguyên liệu trong hỗn hợp nước ngâm đó. Tùy theo món ăn mà thời gian chúng ta ngâm sẽ nhanh hoặc là chậm khác nhau. Đối với bước cuối cùng, sau mà khi mà chúng ta ngâm xong và chúng ta hoàn thành theo thời gian quy định của món ăn đó, thì chúng ta sẽ trình bày món ăn, sắp xếp món ăn đó lên dĩa và trang trí sao cho đẹp mắt. Tóm lại, phương pháp ngâm chua là phương pháp ngâm thực phẩm và hỗn hợp nước ngâm một thời gian để cho thực phẩm được lên men vi sinh và thấm hỗn hợp nước ngâm, tạo ra món ăn có vị chua đặc trưng. Các em lưu ý trong phương pháp ngâm chua này thì món ăn chúng ta ngâm ít nhất là 24 giờ thì chúng ta mới lấy ra sử dụng được, thì lúc đó thực phẩm của chúng ta mới lên men vi sinh được. Còn tùy loại, tùy món ăn thì các em có thể thời gian lên men khác nhau. Tương tự đó thì các em lưu ý các nước hỗn hợp mà chúng ta thường hay sử dụng trong quá trình mà chúng ta ngâm chua. Các em thường thấy nhất đó là nước muối, sau đó sẽ là nước hỗn hợp giảm đường. Đi vào tìm hiểu xong về các phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt cũng như các quy trình thực hiện của các món ăn đó, thì sau đây các em sẽ bước vào phần 3, thực hành chế biến món ăn không sử dụng nhiệt. Thì đầu tiên thì các em hãy nhắc lại cho cô biết quy trình chung của phương pháp trộn hỗn hợp thực phẩm là gì. Để trả lời được câu hỏi này, các em có thể nhớ lại kiến thức hồi nãy cô vừa nêu, hoặc các em có thể xem trong sách giáo khoa về phần quy trình chung của phương pháp trộn hỗn hợp thực phẩm là gì. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về quy trình chung của món trộn hỗn hợp thực phẩm. Trong quy trình chung này thì cô đã nhắc ở slide trước thì chúng ta sẽ gồm 3 bước sau đây. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bước 1, sơ chế nguyên liệu. Trong phần sơ chế nguyên liệu này thì chúng ta sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ làm sạch các nguyên liệu. Chúng ta sẽ làm sạch bằng cách chúng ta sẽ rửa và nhặt những loại thực phẩm hư bỏ đi. Sau khi chúng ta đã làm sạch xong thì chúng ta sẽ qua giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn cắt thái phù hợp. Các em sẽ cắt thái sao cho thành những khúc vừa ăn hoặc những miếng vừa ăn. Còn đối với giai đoạn thứ ba là đối với nguyên liệu động vật thì các em sẽ làm chín thực phẩm trước, sau đó các em sẽ cắt thái. Trong món trộn hỗn hợp thực phẩm thì các em có thể có nguyên liệu động vật hoặc không cũng được. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào giai đoạn thứ hai, giai đoạn chế biến món ăn. Trong giai đoạn chế biến món ăn này thì chúng ta sẽ có 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ pha hỗn hợp nước trộn. Hỗn hợp nước trộn này tùy theo khẩu vị và tùy theo món ăn mà các em chế biến thì các em có cách pha chế khác nhau. Nếu các em làm món trộn dầu giấm thì nguyên liệu hỗn hợp nước trộn này sẽ gồm 5 gia vị như giấm, đường, muối, dầu ăn và tiêu. Còn đối với các em làm những món gỏi, món nộm thì cái pha nước hỗn hợp này sẽ gồm có nước mắm, đường, tỏi, ớt, v.v.
sao cho cái nước hỗn hợp này vừa với khẩu vị của gia đình mình là được. Sau khi chúng ta đã pha xong nước hỗn hợp thì chúng ta sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo trong giai đoạn chế biến, đó chính là giai đoạn trộn các nguyên liệu với nước hỗn hợp. Trong quá trình trộn này thì các em lưu ý chúng ta sẽ sử dụng bao tay để trộn thực phẩm. Và khi trộn thì các em nếu gia đình không có bao tay thì các em có thể dùng đũa hoặc dùng giá, các em xắt từ dưới lên và các em trộn đều. Sau khi chúng ta đã trộn xong thì chúng ta sẽ qua giai đoạn thứ ba. Bước thứ ba đó là bước trình bày món ăn. Trong bước trình bày món ăn thì các em đầu tiên các em sẽ sắp món ăn lên dĩa. Sau đó các em sẽ tỉa các loại bông hoa từ các loại rau củ quả và các em dùng các em trang trí lên sau cho dĩa món ăn của mình thêm đẹp mắt là được. Nắm được quy trình chung của cách chế biến trộn hỗn hợp thực phẩm thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về yêu cầu kỹ thuật của món ăn này. Trong phần yêu cầu kỹ thuật này thì chúng ta sẽ có 4 yêu cầu cơ bản như sau. Yêu cầu đầu tiên là món ăn phải ráo nước. Để món ăn ráo nước thì khi chúng ta trộn xong và chúng ta vớt thực phẩm của mình lên dĩa để trình bày thì các em sẽ không đổ cái nước trộn hỗn hợp còn dư đó vào trong cái món ăn trên dĩa thực phẩm của mình. Thì khi các em làm như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới độ giòn và nó sẽ làm cho thực phẩm của chúng ta rất dễ bị mặn nếu mà chúng ta không sử dụng liền. Tiếp theo, yêu cầu đó là có độ giòn của thực phẩm. Các em không nên bóp quá mạnh tay vì khi các em trộn quá mạnh tay thì cái độ giòn sẽ mất đi và cái thực phẩm của chúng ta sẽ rất dễ bị nát. Chúng ta sẽ đi vào yêu cầu thứ hai của món trộn hỗn hợp, đó chính là phải có mùi thơm đặc trưng của các nguyên liệu. Cô ví dụ như là các em sử dụng món rau xà lách trộn dầu giấm thì hương vị đặc trưng của nó phải có mùi chua chua ngọt ngọt của giấm và sẽ có mùi hăng của hành tây. Thì khi các em làm món ăn đó có hai hương vị đặc trưng đó thì coi như món ăn đó đạt tiêu chuẩn. Tiếp yêu cầu thứ ba đó là có màu sắc đặc trưng của từng loại nguyên liệu. Thì khi các em trộn và các em sơ chế, các em không trộn quá mạnh tay thì thực phẩm của mình sẽ bị nát, thì nó sẽ mất đi cái màu sắc tươi mới, tươi ngon của thực phẩm ban đầu. Hoặc khi các em đổ quá nhiều nước vào thực phẩm, chúng ta ngâm nhiều nước thì cũng sẽ dẫn tới tình trạng màu thực phẩm sẽ bị mất đi. Hoặc đối với mà các em sử dụng, các em chế biến quá lâu thì thực phẩm của chúng ta sẽ bị dai và bị sặc màu đi. Thì nó cũng làm cho cái màu sắc của món ăn của chúng ta nó không còn đẹp và khi chúng ta trình bày nó không còn bắt mắt nữa. Và yêu cầu quan trọng nhất đó là vị phải vừa ăn. Các em phải nêm nếm sao cho thực phẩm của chúng ta không quá mặn cũng không quá lạt. Do đó bước mà chúng ta làm nước trộn hỗn hợp rất là quan trọng cho món ăn này. Thì chúng ta sẽ đi qua các bước chế biến. Đầu tiên trong các bước chế biến này thì chúng ta sẽ có các bước sơ chế nguyên liệu như cô đã nói phần trên thì chúng ta sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên các em sẽ nhặt rửa các nguyên liệu thực phẩm và làm chín nguyên liệu động vật nếu chúng ta có sử dụng. Cô đang ví dụ cho các em về món nộm, dưa chuột và cà rốt. Thì đầu tiên dưa chuột thì các em sẽ rửa sạch. Đối với món ăn này thì cô sẽ không cần bào vỏ. Thì tùy theo khẩu vị và sở thích của mỗi gia đình thì các em có thể bào vỏ của dưa chuột hoặc không cũng được. Riêng cà rốt thì các em sẽ làm sạch bằng cách các em cắt gốc hai đầu và sau đó các em bào vỏ. Như trên hình các em có thể thấy. Và các em sẽ chuẩn bị phần gia vị dùng để trong quá trình chúng ta trộn nước hỗn hợp, làm nước hỗn hợp. Sau khi chúng ta đã sơ chế nhặt rửa các nguyên liệu xong thì các em sẽ tiến hành tính bước thứ hai đó là cắt thái từng loại nguyên liệu. Đối với cà rốt thì cô sẽ bào mỏng cắt sợi như trên hình các em có thể thấy. Còn đối với phần dưa chuột thì nếu nhà các em thích dạng bào mỏng như cà rốt cũng được hoặc các em có thể cắt khúc theo giống như trên hình của cô làm cũng được.
Đối với món này là cô không thích ăn ruột của dưa chuột thì như các em có thể thấy trên hình cô cũng loại bỏ luôn phần ruột, những phần hạt trong phần dưa chuột. Tiếp theo sau đó thì cô sẽ xử lý mùi hăng của các loại nguyên liệu bằng cách cô cho các loại nguyên liệu đó vào trong thau và cô ngâm nước muối để xử lý. Sau khi các em ngâm nước muối khoảng 30 phút thì các em sẽ xả lại với nước nhiều lần để cho nguyên liệu thực vật của chúng ta giảm bớt cái mùi hăng ban đầu. Sau khi chúng ta đã qua giai đoạn sơ chế nguyên liệu xong thì chúng ta sẽ bước vào các bước chế biến món ăn. Trong các bước chế biến món ăn thì chúng ta sẽ có hai bước. Bước đầu tiên là chúng ta phải pha hỗn hợp nước trộn. Cái pha hỗn hợp nước trộn này là tùy theo khẩu vị của từng gia đình thì các em sẽ nêm nếm sau cho vừa ăn. Nếu gia đình mình thích món ăn có vị ngọt nhiều thì các em sẽ cho thêm đường nhiều. Hoặc gia đình mình ăn mặn nhiều thì các em sẽ cho gia giảm lượng nước mắm nhiều hơn, đường ít hơn. Hoặc gia đình mình ăn chua nhiều thì các em có thể thêm giấm hoặc chanh nhiều hơn, tùy theo sở thích của gia đình mình sử dụng giấm hay là chanh. Do đó phần pha hỗn hợp nước trộn này là chúng ta sẽ pha theo tỷ lệ của khẩu vị gia đình chúng ta. Sau khi chúng ta đã có bước nước hỗn hợp xong thì các em sẽ tiến hành giai đoạn trộn các nguyên liệu với hỗn hợp nước trộn. Các nguyên liệu trong món ăn nộm dưa chuột cà rốt này sẽ có là dưa chuột và cà rốt mà các em đã bào mỏng và các em làm giảm độ hăng ban đầu. Sau khi các em đã trộn xong các nguyên liệu đã thấm đều với nước trộn hỗn hợp thì các em sẽ qua giai đoạn cuối cùng, đó là giai đoạn các bước trình bày món ăn. Trong các bước trình bày món ăn thì đầu tiên các em sẽ dọn món ăn ra trên dĩa của mình. Sau đó các em sẽ trình bày món ăn kèm với nước chấm hoặc kèm với các loại bánh. Các em có thể sử dụng chung với bánh phồng tôm hoặc các em có thể kèm với chén nước trộn ban đầu mà các em đã chế biến. Các em lưu ý phần nước trộn dưa các em không đổ trên dĩa như hình các em có thể thấy. Món ăn thực phẩm của chúng ta luôn luôn khô ráo. Và các em sẽ trình bày thêm kèm một dĩa nước chấm để cho những người có khẩu vị mặn hơn, ăn mặn hơn thì người ta có thể chấm kèm trên đó mà không đổ trực tiếp để tránh ảnh hưởng tới phần yêu cầu kỹ thuật của món ăn của chúng ta. Sau khi các em đã xong phần thực hành các món chế biến không sử dụng nhiệt thì chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập trong tiết học của ngày hôm nay. Đến với câu hỏi đầu tiên, các em hãy trình bày cho cô các bước trộn dầu giấm rau salad dựa theo các hình ảnh dưới đây. Các em hãy nhớ lại quy trình chung mà khi chúng ta thực hiện chế biến món trộn hỗn hợp thực phẩm thì các em sẽ trả lời được câu hỏi này. Thì như quy trình chung mà chúng ta đã học ở slide trên thì bước đầu tiên chúng ta có đó chính là bước sơ chế nguyên liệu. Các em nhớ trong bước sơ chế này sẽ gồm các bước là làm sạch nguyên liệu, sau đó cắt thái theo khúc vừa ăn. Tiếp theo chúng ta sẽ sang giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn chế biến món ăn. Trong chế biến món ăn này thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ đi làm nước trộn hỗn hợp như trên hình các em đã thấy. Sau khi chúng ta đã có chén hỗn hợp xong thì các em sẽ qua giai đoạn trộn hỗn hợp với nguyên liệu chung với chén nước hỗn hợp. Và giai đoạn cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ trình bày món ăn sao cho đẹp mắt nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ hai. Em hãy sắp xếp cái hình dưới đây theo thứ tự chế biến món hành ngâm giấm sao cho phù hợp. Để làm được câu hỏi này thì các em phải nhớ lại kiến thức mà các em vừa học ở slide trước về quá trình mà chúng ta thực hiện ngâm chua thực phẩm, gồm những bước như thế nào, gồm những bước nào. Thì cô sẽ nhắc lại thì chúng ta sẽ gồm 3 bước cơ bản như sau. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ sơ chế nguyên liệu. Bước thứ hai chúng ta sẽ chế biến món ăn. Bước thứ ba là chúng ta sẽ trình bày món ăn. Thì các em có thể quan sát hình A, hình B, hình C và hình D.
Thì bước hình nào mà các em cho là phù hợp với bước sơ chế nguyên liệu nhất? Thì các em có thể thấy được hình D là sẽ phù hợp với bước sơ chế nguyên liệu nhất. Trên hình D chúng ta có thể thấy được đây là các lát hành đã được cắt sẵn, rửa sạch và bóc vỏ rồi. Và tương tự đó, tiếp theo, quá trình chế biến tiếp theo chúng ta sẽ phù hợp với chế biến món ăn. Ở hình C là chúng ta đang làm nước ngâm hỗn hợp. Đây là cách pha nước ngâm hỗn hợp giảm đường. Các em thấy trong cái nồi người ta đã bỏ một lượng đường nhất định. Và từ từ tay mình sẽ rót các giấm vào trong đó. Sau đó các em khuấy trộn đều cho đường hòa tan với giấm. Giấm thì chúng ta sẽ có rất nhiều loại giấm tùy theo khẩu vị của gia đình mình. Thì các em có thể chọn giấm nuôi, giấm táo hoặc là giấm trắng cũng được. Giấm trắng thì còn nói tên gọi khác là giấm công nghiệp, do đó tùy theo khẩu vị của gia đình mình thì các em sẽ chọn các loại giấm có vị khác nhau. Và sau khi các em làm nước ngâm xong thì chúng ta sẽ qua giai đoạn tiếp theo trong phần chế biến, đó chính là giai đoạn chúng ta ngâm nguyên liệu trong hỗn hợp nước giấm. Nguyên liệu chúng ta gồm có sẽ là các lát hành tây mà các em đã cắt khúc ở hình D. Các em sẽ bỏ vào hũ thủy tinh hoặc các em bỏ vào những loại hũ khác cũng được. Tùy theo số lượng mà gia đình mình ăn ít nhiều thì chúng ta chọn những loại hũ đựng phù hợp. Và các em lưu ý thời gian mà chúng ta sử dụng được món ăn đó tùy theo khẩu vị của gia đình mình luôn. Nếu như gia đình các em muốn ăn giấm ăn có độ chua nhiều thì chúng ta sẽ ủ và chúng ta để trong thời gian lâu hơn. Còn nếu gia đình chúng ta ăn ít vị chua thì các em có thể sử dụng trong thời gian nhanh và sớm. Sau khi chúng ta đã ngâm xong, hoàn thành xong món ăn thì các em sẽ trình bày món ăn lên dĩa như hình B. Do đó, thứ tự chế biến của món hành ngâm giấm này các em có thể thấy như sau. Bước đầu tiên đó là bước D. Tiếp theo sẽ là bước trong hình C. Theo sẽ là bước trong hình A và cuối cùng là bước trong hình D. Em nên nhớ món ngâm chua thực phẩm, thời gian sử dụng món ăn là tùy thuộc vào món ăn mà chúng ta sử dụng ngâm. Ví dụ các em ngâm những loại thực phẩm, thực vật thì sẽ ngâm trong khoảng ít nhất là 24 giờ và nhiều nhất tối đa là một tuần thì các em sẽ thấy được món ăn của chúng ta đã lên men vi sinh và đã ngấm, thực phẩm của chúng ta đã ngấm và có vị chua nhất định. Còn đối với những món từ động vật như cánh gà ngâm giấm hoặc là chân gà ngâm giấm thì các em sẽ tùy theo lượng mà chúng ta sơ chế ban đầu thì nó sẽ có thời gian nhanh chậm phù hợp khác nhau. Sau khi mà chúng ta đã làm xong các bài tập luyện tập ở phần trên thì đây là bài tập về nhà dành cho các em. Trong bài tập vận dụng này thì các em hãy quan sát và trình bày cách chế biến một món ăn trong gia đình mà các em thích ăn nhất. Để trình bày được cái món ăn đó thì đầu tiên các em sẽ nêu cho cô nguyên liệu cần dùng để chế biến món ăn đó gồm những nguyên liệu nào, nguyên liệu động vật và nguyên liệu thực vật nào thì các em đều phải kể tên ra cho cô. Và các em phải nêu cho cô quy trình chế biến món ăn như thế nào. Trong quy trình chế biến món ăn, các em nên nhớ chúng ta sẽ gồm 3 bước. Bước đầu tiên là chúng ta sơ chế nguyên liệu như thế nào. Bước thứ hai là chúng ta chế biến món ăn như thế nào. Bước thứ ba là chúng ta trình bày món ăn như thế nào. Sau khi các em nêu được quy trình trình bày món ăn thì chúng ta sẽ nói về hương vị của món ăn đó. Các em hãy nêu cho cô hương vị của món ăn mà các em yêu thích, có vị mặn, vị chua, vị ngọt hay vị đắng. Ngoài bài tập vận dụng về nhà các em làm thì các em học cho cô bài số 5 và sau đó các em ôn lại cho cô các kiến thức đã học ở trong chương 1 và chương 2 để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối kỳ sắp tới. Cảm ơn sự theo dõi và chú ý lắng nghe của các em. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.